chào quý vị và các bạn. Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện phiên bản iPhone 6S Lock tại Việt Nam. Có rất nhiều bạn thắc mắc về cách phân biệt iPhone 6S Lock và iPhone 6S phiên bản quốc tế. Để giải đáp những thắc mắc của các bạn về vấn đề này, USCom sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết iPhone 6S phiên bản Lock và phiên bản quốc tế đơn giản nhất như sau. Thực tế cho thấy, có nhiều người sử dụng iPhone nhưng lại không hiểu rõ như thế nào là iPhone Lock và như thế nào là iPhone quốc tế. Để có thể tìm hiểu rõ nhất về cách nhận biết iPhone 6S Lock và quốc tế một cách chi tiết và chuẩn nhất, trước hết các bạn hãy cùng phân biệt sự khác nhau giữa iPhone Lock và quốc tế. Làm thế nào để nhận biết được đâu là iPhone Lock và đâu là quốc tế chính xác nhất? iPhone Lock là bản khóa mạng của nhà mạng buộc người sử dụng phải mua mạng của họ. Vì vậy, những bản iPhone Lock thường có giá thấp hơn khoảng 2-3 lần so với phiên bản quốc tế. iPhone quốc tế có thể sử dụng bất kỳ mọi loại SIM nào và dùng ở bất kỳ quốc gia nào. Bạn sẽ không phải gặp bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào khi sử dụng iPhone phiên bản quốc tế. Do sự chênh lệch về giá giữa iPhone 6S Lock và quốc tế rất lớn, nên bạn cần phân biệt, tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa phiên bản quốc tế và phiên bản Lock. Có thể nhận biết iPhone 6S Lock và quốc tế qua bề ngoài hay không? Nhìn chung, cả bề ngoài và trong của iPhone Lock và quốc tế đều giống nhau. Sự khác nhau đó là Apple đã khóa các máy Lock theo nhà mạng nên người sử dụng không thể sử dụng SIM khác. Nếu muốn sử dụng, phải unlock. Cách dễ nhất là bạn bỏ thử một SIM Viettel, Vina hay Mobi bình thường. Vào sử dụng, nếu có sóng nghe gọi bình thường thì máy đấy đã mở khóa. Có hai cách unlock phổ biến nhất hiện nay. Unlock bằng SIM ghép. Sử dụng SIM ghép cùng với SIM mà bạn muốn sử dụng để đánh lừa chọn chip trong iPhone rằng đó là SIM chấp nhận được và bạn có thể sử dụng như bản quốc tế. Tuy nhiên, nếu iPhone unlock bằng cách này, rất dễ để nhận biết, chỉ cần tháo khay SIM ra sẽ thấy một bản mạch ghép cùng với SIM là biết ngay bản lock hay bản quốc tế. Cách thứ hai, unlock bằng code. Nghĩa là iPhone được Apple khóa theo hợp đồng của nhà mạng và người dùng sẽ sử dụng nó. Tuy nhiên, một số nhà mạng cho phép người sử dụng iPhone có thể chuyển đổi mạng của họ không dùng nữa bằng cách bỏ tiền mua unlock cho iPhone. Khi người mua unlock của nhà mạng sẽ thông tin về số email, series và mở khóa cho bạn từ xa và bạn có thể sử dụng như phiên bản quốc tế. Nhận biết iPhone Lock và quốc tế qua check email iPhone. Không phải trang web nào cũng cho phép bạn check email iPhone miễn phí. Sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một số nguồn check email miễn phí như sau. Chúng ta có thể check trên trang iphoneemail.info. Trang này thì có thể sẽ cho kết quả không chính xác lắm đối với một số đời từ iPhone 5 trở lên, nhưng thường thì vẫn cho kết quả cũng khá là chuẩn. Trang thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là trang emaildata.net. Trang này thì cho phép check miễn phí 3 email trên một ngày. Trang tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn là trang dev.mk. Tiếng Anh của mình thì không được tốt lắm nên các bạn có thể tham khảo thêm đường link ở bên dưới. Trang này thì chuyên check bản lock hay bản quốc tế nhanh và chính xác nhất. Đối với trường hợp iPhone bị blacklist hay nhà mạng lock iPhone cần mất phí để check email. Việc check email còn có thể giúp bạn xem thông tin màu sắc, dung lượng máy, ngày kích hoạt hay thời gian bảo hành. Hy vọng rằng với những hướng dẫn nhận biết giữa iPhone 6S Lock và quốc tế đơn giản nhất, nhanh nhất, chính xác nhất ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc bổ sung thông tin để lựa chọn sản phẩm iPhone 6S cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!